Video này thì em muốn giới thiệu đến với các bác và anh em một bộ dàn mà chưa đến 25 triệu như các bác. Hiện tại đây là bộ dàn loa full C12. Kết hợp với đó là một chiếc X7 DAC, lưng tiếng CB900, bộ mic VK3M1H rất là tuyệt vời và một chiếc loa siêu trầm 260B nha các bác. Và bộ này hiện tại có giá niêm yết đó là 24.900. Và trong cái thời gian này thì anh em chúng em sẽ có khuyến mãi cho các bác và anh em, đó là giảm ngay 1 triệu đó. Cho nên là các bác anh em ạ, tức là với bộ dàn này sẽ còn là 23.900. Các bạn anh em nếu mà quan tâm cũng như là yêu thích cái bộ dàn này và muốn sở hữu nó thì có thể liên hệ ngay về bên em để nhận được cái chương trình khuyến mãi này nhé. Và ngoài ra thì nếu mà các anh em không thích đôi loa full C12 này thì chúng ta gọi là muốn đổi qua đôi 921 chẳng hạn, hay là đôi G2000 hoặc là đôi G4000 đó, trong cái phân khúc tầm giá đấy thì có những cái dòng loa như vậy thì sẽ rất là phù hợp với không gian của đại đa số các bác và anh em. Với đôi này thì sẽ phù hợp với cái không gian thiết kế nó thiên hướng đó là thể hiện cái sự nam tính mạnh mẽ, sự sang trọng, và với cái tông màu xám, tông màu trầm trong cái không gian gia đình nhà mình. Và đối với chẳng hạn như đôi G2000 đúng không ạ? Đối với đôi G2000 thì các anh em cũng có thể để vào cái không gian như ở đây. Đó, đôi G2000 chúng ta có thể để vào cái không gian với cái phong cách cổ điển. Đó, hoặc là đôi 921 ở đây. Đó, em vẫn để ở đây. Đó. Rồi, ok, bây giờ sẽ test nhạc ngay cho các bác và anh em để các anh em cảm nhận ngay cái chất âm đến từ bộ dàn loa full C12. Em đang phối kết hợp với một chiếc X7 DAC. Xem cái chất âm nó sẽ như thế nào nhá. Và đây là chất mic này. 567 2 567. Đó, các bác và anh em à, nghe nhạc hát karaoke rất là thoải mái. Tiếng mic rất là dày, ấm và rất là rõ ràng lời, đúng không ạ? 567. Rồi, ok, các bạn và anh em đeo tai nghe để cảm nhận ngay cái chất âm đến từ bộ dàn loa full C12 nhé. Chưa về buồn lắm, có khi cách trời